Trên tay mình đang cầm một cái vỉ, đó là Melaron. Cái hộp này mua ngoài hiệu thuốc thì rất là đơn giản, bởi vì bất kỳ một hiệu thuốc nào cũng có thuốc này. Đây là một dạng corticoid methylprednisolone được sử dụng rất nhiều trong y khoa. Và nếu như những bạn nào đang bị dị ứng mỹ phẩm, kích ứng mỹ phẩm thì bắt buộc là các bạn phải có một cái vỉ này ở trong nhà để chống cộng phòng thủ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như khi các bạn điều trị nám hay điều trị mụn á, thì thông thường chúng ta sẽ bôi những cái dạng mỹ phẩm không giống như thể là những cái mỹ phẩm dưỡng ẩm ở ngoài thị trường, mà buộc là những cái dạng mỹ phẩm này nó có đặc tính dược lý rất là cao, thành phần nó thường là những cái dạng tretinoin hoặc retinol, thì bao giờ nó cũng sẽ gây hiện tượng là kích ứng, đỏ da hoặc là dị ứng nhẹ. Thì các bạn thủ cái vỉ này ở trong nhà để làm gì? Để trong trường hợp mà chúng ta bôi và có hiện tượng là buổi tối á, mà mình bôi vào xong và mình thấy có hiện tượng là ngứa, châm chích, rát đỏ không chịu được, thì các bạn có thể là rửa cái thuốc đó đi và các bạn uống cho mình, ăn nhẹ một cái gì đó, các bạn uống cho mình một cái viên này, thì ngay ngày mai các bạn sẽ thấy là hiện tượng nó hết ngay, nó rất nhạy như vậy. Và đến ngày mai thì chúng ta sẽ tập lại cho da của mình, mình bôi thuốc và bắt đầu mình bôi mỏng, bôi cách ngày, và sau đó dần dần mình mới tập cho cơ thể mình nó chịu đựng dần với cái thuốc đó. Thì cái vỉ này là cái mà mình khuyên bệnh nhân là nên mua thủ sẵn ở trong nhà, bởi vì không ít thì nhiều, chúng ta ít nhất trong cuộc đời sử dụng mỹ phẩm thì không khó để chúng ta có thể tránh được cái việc là chúng ta bị dị ứng hay là kích ứng với một cái loại dược phẩm nào đó.